Ba kích là vị thuốc bổ thận tráng dương rất hiệu quả được ưa chuộng từ xa xưa. Nhất là ba kích rừng tự nhiên là vô cùng quý hiếm khó tìm, chính vì vậy giá thành ba kích rừng rất đắt và thường xuyên bị làm giả. Vậy làm cách nào để phân biệt ba kích rừng và ba kích trồng để chúng ta có thể chọn lựa được ba kích rừng làm thuốc được tốt nhất? Các bạn có thể tìm hiểu cách phân biệt ba kích rừng và ba kích trồng trong bài viết dưới đây nhé. Ba kích rừng tự nhiên một lục củ ba kích hay còn được gọi là dây ruột già, chậu phóng xì Quảng Ninh, ba kích Thiên Trung, Quốc. Ba kích thường mọc nhiều ở các vùng núi phía Bắc, tập trung nhiều ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Ninh, Hồng Quảng, Hà Tây, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang. Ba kích rừng tự nhiên là loại được ưa chuộng nhất và giá thành cao hơn. Bộ phận sử dụng của cây ba kích, củ dùng để làm thuốc điều trị bệnh xem thêm, hình ảnh nhận dạng củ ba kích xem thêm, tác dụng tuyệt vời của cây ba kích, cây thuốc quý xem thêm, hình ảnh chi tiết cây ba kích tím dễ nhận biết xem thêm, kỹ thuật trồng cây ba kích, phân biệt củ ba kích rừng và ba kích trồng. Ba kích rừng tự nhiên hình dạng bên ngoài củ ba kích rừng ngoằn nghèo, củ sần sùi, vỏ bên ngoài thường xấu xí, có đường kính từ trên xuống nhỏ hơn so với củ ba kích trồng. Màu của vỏ của ba kích rừng đậm hơn so với ba kích trồng do có độ tuổi đạt đủ và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hơn. Củ ba kích rừng thường trầy xước do mọc ở những nơi có đá, khi thu hái thường khó thu hái hơn so với củ ba kích trồng. Củ ba kích rừng không được to và đẹp đồng đều như củ ba kích trồng. Chi tiết này cũng không giúp chúng ta phân biệt ba kích rừng và ba kích trồng, bởi hiện nay nhiều nơi thường xáo trộn giữa củ ba kích rừng và ba kích trồng để đánh lừa người mua củ ba kích rừng. Thường có nhiều thác đoạn ngắn, một đặc điểm bên trong củ ba kích rừng. Củ ba kích rừng thì không mọng nước nhiều vì điều kiện tự nhiên mọc trên rừng không giúp cho củ ba kích rừng có được nhiều nước bên trong. Củ ba kích rừng thường thì cứng vì độ tuổi của củ ba kích rừng cao hơn so với củ ba kích trồng nếu như cùng kích thước. Khi bẻ củ ba kích rừng ra, màu của củ ba kích rừng có màu xanh đậm, tươi hơn. Lõi củ ba kích rừng nhiều và ít thịt hơn ba kích trồng. Vì là củ lâu năm nên lõi nhiều và làm khó hơn ba kích trồng. Do ba kích rừng mọc hoang nên củ già lõi khá dai, rượu ngâm ba kích rừng ngâm rượu với ba kích rừng tím sẽ làm cho màu sắc của rượu đậm đà và tươi hơn so với rượu ba kích rừng tím trồng. Khi uống rượu ba kích rừng thì hoàn toàn rất thơm ngon và không bị đau đầu. Ba kích rừng chất lượng tốt hơn, bởi ba kích thuộc họ sâm nên củ càng lâu, càng già càng có giá trị. Hàng trồng thường 3 năm là thu hoạch, nhưng hàng rừng có khi hàng chục năm mới có người đào. Khi sử dụng rượu ba kích rừng có tác dụng ngay lập tức về vấn đề bổ dương. Xem thêm, rượu ba kích tím có tác dụng gì với sức khỏe ba kích trồng? Lõi bên trong củ ba kích trồng hình dạng bên ngoài ba kích trồng, củ ba kích trồng vỏ bên ngoài thường nhẵn đẹp hơn là ba kích rừng xù xì. Màu củ củ ba kích trồng màu vàng trắng nhạt hơn ba kích rừng. Củ ba kích trồng từng đốt dài hơn, ít thắt đoạn và ít trầy xước hơn so với ba kích rừng, bởi trồng đất chứ không phải mọc trên núi lên dễ thu hoạch hơn. Kích thước củ ba kích trồng từ đầu tới chân không chênh lệch quá lớn. Đặc điểm bên trong ba kích trồng, củ ba kích trồng chứa nhiều nước bên trong, bởi khi trồng được chăm sóc tưới nước đầy đủ để củ tăng trưởng nhanh, thu hoạch được nhiều. Củ ba kích trồng thường nhiều nước, chính vì vậy nó mềm hơn. Củ ba kích rừng mọc tự nhiên, chịu điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Khi bẻ đôi củ ba kích trồng ra, nó dễ bẻ và có màu sắc xanh nhạt hơn so với củ ba kích rừng. Ba kích trồng thời gian ngắn nên lõi không dai, làm dễ sơ chế hơn rượu ngâm ba kích trồng. Rượu ba kích trồng thì thường nhanh được uống hơn, tuy nhiên thời gian sử dụng của rượu ba kích sẽ ngắn. Khi sử dụng rượu ba kích trồng đôi khi bị đau đầu hoặc có thể bị ngộ độc do các chất kích thích tăng trưởng có chứa trong củ ba kích vẫn còn. Về tác dụng, khi dùng rượu ba kích trồng cũng có tác dụng bổ thận, cương dương, nhưng chắc chắn không được tác dụng nhanh và tốt như rượu ngâm ba kích rừng tự nhiên. Xem thêm, phân biệt ba kích tím và ba kích trắng dễ dàng. Trên đây là những đặc điểm cần chú ý khi phân biệt ba kích rừng và ba kích trồng mà tracuju.vn muốn gửi tới các bạn. Giá của ba kích rừng tự nhiên thường cao hơn ba kích trồng rất nhiều. Các bạn đừng vì ham rẻ mà mua phải củ ba kích kém chất lượng không phù hợp với số tiền mình bỏ ra.
và không có tác dụng cho việc điều trị bệnh của bản thân. Nếu các bạn cần tư vấn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Bakit và các loại dược liệu khác có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ tư vấn miễn phí giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.